Xin chào các bạn, mình là Lê Hoàng Nhân, là chủ phòng tranh vỏ tràm Miệt Thứ ở ấp 11A, xã Đông B, huyện Minh, tỉnh Kiên Giang. Mình đã có hơn 10 năm làm cái dòng tranh vỏ tràm này rồi. Hiện nay thì sản phẩm của mình cũng được nhiều nơi biết đến. Sau đây xin mời các bạn mình xem cái và trải nghiệm cái dòng tranh này. Trải qua 5 cái bước làm tranh và khoảng thời gian để mình chờ keo khô rồi điều chỉnh các cái đường nét chi tiết có liên quan, thì đến thời điểm này mình có cái bức tranh hoàn chỉnh và đạt yêu cầu đề ra.